Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười tới dựng kênh hai cắt mít, còn giờ thì Mười xin mời. Đây các bạn ơi, thì mít mùa này thì có giá nè, mà cắt mít hay quá đẹp. Ba trái này thì Mười thấy là trước mắt là tiền bộn rồi đó. Giờ thì Mười xin mời. Đây thì mấy ông thợ cắt mít cắt đây vườn của bác Tám các bạn. Này không hết đâu bác Tám. Này thế yêu. Đây các bạn ơi. Mít chín rất đẹp nè. Đó, màu mít đẹp quá. Để mười xin bác Tám test thử miếng à. Tôi thử coi ngọt không? Quá ngọt ha. Mít rất ngọt. Màu mít phải nói là không có chơi gì nào. Mít quá ngọt rồi. Coi cây đó có cắt trái nào chưa? Cũng 84 trái này là im rồi đó. Đến cây này 5-6 trái luôn. Đéo chừng được 2 trái gì cho nhẹ mình, cho mừng. Cây này bữa đó 11 trái. Vậy là lên màu vàng nó xây. Được trái một cái. Trái đó là được chọn nhất luôn mà nó ở vừa. Đây thì cắt giữa hai đường trái các bạn. Mình cây này thì còn mấy trái nè. Mười mấy trái mà trái. Cây này từ hồi đó tới giờ luôn. Bây giờ thì mời bắt đầu đi theo chú cắt mít nè. Vườn này thì cũng là 4 năm mấy, gần 5 năm các bạn. Chết cũng rất là thưa vườn luôn. Nhưng mà cũng trang lại nè. Nè. Trang lại giờ thì mít cũng đang có trái nè. Vườn này thì chỉ còn có hàng giữa, hai bên thì mới trồng lại nè. Mới sen. Còn đây là anh chú vườn nha các bạn. Được trái nào không chú Si? Được trái đi ra rồi. Trái nào được không Si? Chó đi theo nữa đó hả? Trời ơi. Đường sáu là có 7 hết trơn à. Đường sáu là có 7 hết trơn. Không cắt cũng hư. Trời. Chơi luôn. Rồi quay gì nữa, cắt màu trắng đừng có quay lại nha. Trắng này kìa. Đau là ba cái này. Chị gai á. Đây thì vườn của anh Hai thì ảnh trang trồng ngò gai nha các bạn. Kỹ thuật trồng vườn rất là hay nè. Vườn này nói chung ra là không có cỏ. Bị ảnh trồng ngò gai nè. Thì anh em bà con nào có lên vườn á thì nếu giữ sạch cỏ được mình xen rau vô mình cũng có thu nhập hàng ngày nha các bạn. Vòng tơ nữa nè.
bảy á, bảy á bánh. Cái quen cái xì à. Cái đầu cái hàng quen. Cái trái này là tháo nhiều lần dữ lắm rồi đó nha. Không có tháo nữa à, chiếc này là cắt đi khỏi tháo. Trời có lý hơn. Ở ra cắt mít như vậy đó. Vàng à. Trái nó xịt. Dữ dốc á. Cái đó nhỏ hơn cái này lâu lắm mà. Ở đây có cái đầu trong trống á. Anh đi vô cổng thì có bao quá thì ông nói sao. Đây thì qua clip mới của các bạn nè. Thì anh hai anh cũng trồng ngò gai nè. Đó. Còn dưới thì anh trồng súng nè. Chung ra là vườn của anh là đất là không có trống đó. Làm kỹ thuật rất là hay nha. Ngò gai nè, rồi dưới thằng cua nữa nè. Đây thì các bạn ơi, nè anh hai trồng mít nè, đó. Trái tròn quay mà gai chùm chởm mà da xanh luôn. Rất đẹp. Mày trái xấu đừng quay. Cái này xấu. Nhớ trái này cũng quay. Còn cây này thì bị anh để trái nó hơi nhiều nè, cũng được. Đó. Đây thì nguyên hàng đây thì kể như là chết hết rồi nè. Anh hai mới trồng lại nè. Vườn này thì cũng là 4 năm mấy, gần 5 năm rồi. Trồng rau gì ngày bẻ được mấy ký anh hai? Có khi 2-3 ký, có khi không có 5-7 ký, 10 ký cũng không trời. Bán được nhiêu ký? Thấy rau quá tốt nè. 7-8 ngàn. Cũng im ha. Thì lái nó cắt đó. Được 2 trái đó. Vườn này cặp bờ kinh bở không cần xuồng. Chỉ xách vô à. Vườn này thì nói chung ra thì mặt clip này là 4 thước nè. Nhưng mà anh hai trồng 3 hàng. Hàng 3 hàng như vậy là khoảng cách như vậy là hàng giữa là khoảng cách nhau là cỡ 1,5 m. Còn hàng dài khoảng cách cây đó là 2,5 m. Nè. Trồng anh hai trồng vườn này thì hơi dày bởi nhánh thì không có các bạn. Chỉ có cây xung băng lên không à. Mà mười thấy thì vườn này thì cũng clip đây hơi dày nè, mà cây thì cũng ít mắt. Có clip trồng á thì mỗi lần thì trời chỉ trồng có một hàng mà không à. Cây rất bự nha, còn hai bên thì trồng chanh thì cây rất hao. Đây thì thương lái là cắt và cho giác ra nè. Vườn ở đây thì rất khỏe các bạn. Đây thì thương lái nó cắt rồi, người ta tự người ta vác ra luôn. Đó. Thì chủ thì mình chỉ mình theo mình chỉ người ta. Hả? Đó. Giờ thương lái thì người ta qua liếm đây. À. Thank you.
nó phải dễ chín. Mùa này thì mít đang có giá nè, ở là tháng còn tháng giêng âm lịch nha các bạn, mít còn có giá, cắt trái nào thì là lụm xô trái đó, đó. Tiền vô đó. Dạ, cái năm nằm á hả? Chưa, cái nào mới chưa. Chơi luôn. Đó ao rồi đó. Bơi mất không ngờ nó chín là gạt hay chín lên không? Ơi qua đem về lột hết cái, rồi cho hết cái. Trái đó đỏ ao luôn. Cho cá thì bự, còn cái lột cũng cỡ bề lớn. Mày khách đi thì nào mà thấy gì tao sắp xếp. Bên đây nó hay xì bởi vì trái nhỏ nhỏ không phải đâu, mỗi lần cái trái nó bự vậy nó tự nhiên sắp chở ra chứ giờ ta hơi hết nữa ta sắp. Nhưng mấy trái này cắt bỏ đi chi ha, chứ để làm cái gì? Giờ hai ông ấy để bắt sao ông làm không? Làm mấy ông la đó. Rồi mít đâu để? Công trình để 4 tháng. Ông để cho ông để. Ông la cả. Chứ ông này đi qua cũng có nhà đâu. Để ra có nhà đó, nhận qua ông cũng có nhà đó. Để cái đó đi, trọng phản mình ổng cái rồi. Mày có ấy nữa vừa tới. Được ha, vừa tới chưa quá. Hư tào lao rồi, hư tào lao ha, hư cái hông luôn. Chơi đó kìa.
Mấy trái này để tuần sau chừng chín hết luôn. Cuốn ngày si hết trơn rồi. Mà mấy này chắc có đỏ ao hết trơn. Đi đi con, để trái nữa rồi cà phê đi cà nhiều quá. Buộc thì buộc cũng chả không méo rồi đi, chả buộc rồi mà còn méo. Trả luôn đi. Nào trái này được không? Này chắc được rồi. Làm đi đấy, không làm này, nước sao cắt cái gì hết sao? Ừ, cho nó cắt. Này chắc được rồi. Trái nè, không dọn đi. Bên đây trái nữa này chị ơi. Thẳng cắt. Ta cắt cái này chưa rồi nó kêu cái khác. Không biết. Không được à? Ừ, rồi. Đây thì hôm trước là mít này thì hơi vụ nghịch nha các bạn. Bởi anh Hai thì để trái nói là mùa này lớn nhỏ gì cũng có tiền, nên anh Hai ảnh để mít thì nó cũng không có đạt gì cho mấy. Nhưng mà thời điểm này thì có mít là có tiền đó. Cắt cắt mít tư hôm 8 đó thường chứ luôn. Lớn cắt. Sao đi vòng vòng đi giờ đi 10 ngàn không? Mua được tấm vé số không? Cột lại nữa, hai cái cột lại hết rồi. Đây thì cắt ra đống mít này cũng bỏng bỏng cũng bạc nè. Thấy gì mít cũng tốt. Gai thì chôm chởm mà da xanh. Bữa nay mít mua mấy gì chú? 28 nè. 28 với mấy? 28, 22. Chợ? Chợ 10 ngàn. Theo như đống mít này rồi chú mua xô mấy chú? Tới 18 ngàn. 18 ngàn ha. Ông trắng 20 luôn ơi. Thêm 2 ngàn nữa đó. Đây thì ông chủ mít nè. Ông xin thêm 20. Cho 2 ngàn nữa đó. Trắng 20 ngàn. 12 ký. Cuốn 8 hả? Cái này 18 ơi. Quý vị ơi, thì quý giáo cắt mít của vợ anh Hai đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì giá mít hôm nay là mít kem lớn là 28, kem nhì là 24, chợ là 10 ngàn. Quy giáo đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mời nói lộn nữa, xô là ở đây là 18 các bạn. Quy giáo đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mời xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.
Có thích video có 10 xin cho 10 một like và muốn đăng ký. Còn giờ 10 xin chào, hẹn gặp lại sau.